Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học toán lớp 5 tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 3, ôn tập phân số. Bài 1, viết rồi đọc phân số, chỉ số phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây. Hình A, hình B, hình C. Phân số chỉ phần đã tô màu có tử số là số phần đã tô màu. Mẫu số là số phần bằng nhau. Khi đọc phân số, ta đọc tử số trước. Dấu gạch ngang đọc là phần. Sau đó đọc mẫu số. Hình A tô màu 3 phần, vậy tử số là 3. Tất cả có 8 phần bằng nhau, vậy mẫu số là 8. Hình B tô màu. Hình A ta đọc là 3 phần 8. Thừa một chữ số 8 ở đây. Ta bỏ bớt đi, 3 phần 8. Hình B tử số là 2 vì tô màu 2 phần. Mẫu số có tất cả 14 hình, vậy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Có 12 hình, vậy là 2 phần 12. Ta rút gọn chia cả tử và mẫu cho 2 thì bằng 1 phần 6. Đọc là 1 phần 6. Hình C tô màu 5 phần và có tất cả là 9 phần. Ta được phân số 5 phần 9. Đọc là 5 phần 9. Bài 2, A số hỏi chấm, B rút gọn các phân số. Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác không, thì được một phân số bằng phân số đã cho. Nếu chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác không, thì được một phân số bằng phân số đã cho. Chúng ta thực hiện câu A. 24 chia cho 2 bằng 12, vậy 40 cũng phải chia cho 2 thì bằng 20. 20 chia cho 4 bằng 5, vậy 12 chia cho 4 bằng 3. 36 phần 54, 54 chia cho 6 bằng 9, vậy 36 chia 6 bằng 6. 6 chia cho 3 bằng 2, vậy 9 chia cho 3 bằng 3. 3 x 5 bằng 15, vậy 2 x 5 thì bằng 10. Phần B, cách rút gọn phân số. Ta xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1. Chia tử số và mẫu số cho số đó. Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản. 18 phần 24 chia cả tử và mẫu cho 6 bằng 3 phần 4. 56 phần 42 chia cả tử và mẫu cho 7 bằng 8 phần 6. 8 phần 6 ta lại chia cả tử và mẫu cho 2, ta được 4 phần 3. 72 phần 90 chia cả tử và mẫu cho 9 thì bằng 8 phần 10. 8 phần 10 chia cả tử và mẫu cho 2 thì bằng 4 phần 5. Chúng mình tự làm vào vở, sau đó đối chiếu với đáp án. Bài 3, chọn câu trả lời đúng. A. Phân số nào dưới đây là phân số tối giản? A, B, C, D. B. 3 phần 5 bằng phân số chỉ phần đã tô màu của hình nào dưới đây? A, B, C, D.
Chúng mình nhớ lại kiến thức. Phân số tối giản là phân số có tử số và mẫu số không cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1. Phân số chỉ phần đã tô màu có tử số là số phần đã tô màu, mẫu số là số phần bằng nhau. A. Phân số nào dưới đây là phân số tối giản? Đó là phân số 7 phần 9. Khoanh vào đáp án C. 3 phần 5 bằng phân số chỉ phần đã tô màu của hình nào dưới đây? B. Phân số tô màu ở đây là 6 phần 10, đúng không? Có 6 phần đã tô màu và là tử số là 6 và tất cả có 10 phần, vậy mẫu số là 10. 6 phần 10 rút gọn chia cả tử số và mẫu số cho 2 thì bằng 3 phần 5. Khoanh vào đáp án B. Bài 4, quy đồng mẫu số các phân số. Chúng ta xác định mẫu số chung, tìm thương của mẫu số chung và mẫu số của phân số kia. Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số cần quy đồng. 9 phần 5, ta thấy ta chọn mẫu số chung là 40. 5 nhân 8 bằng 40, vậy nhân cả tử và mẫu với 8. 9 phần 5 nhân với 8 bằng 72 phần 40. Giữ nguyên phân số 21 phần 40. Vậy ta quy đồng mẫu số chung là 40. B. 17 phần 30 và 53 phần 90. Ta quy đồng mẫu số chung là 90. Vậy 30 nhân cả tử và mẫu với 3 thì được mẫu số là 90. Vậy 17 nhân 3 thì bằng 51. 30 nhân 3 bằng 90. Giữ nguyên phân số 53 phần 90. C. Quy đồng mẫu số 3 phân số. Mẫu số chung là 48. 1 phần 3. Chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với 16 thì bằng 16 phần 48. 7 phần 12 nhân cả tử và mẫu với 4 thì được 28 phần 48. Còn giữ nguyên 35 phần 48. Vậy ta đã biến đổi thành các phân số có mẫu là 48. Quy đồng mẫu số các phân số có nghĩa là biến đổi để được các phân số có mẫu số giống nhau. Thì đó là quy đồng mẫu số các phân số. Bài 5, tính tử số gồm có 3 thừa số. Tích của 3 thừa số, mẫu số cũng là tích của 3 thừa số. Chúng mình chia nhầm cả tử số và mẫu số cho các thừa số chung. Ở đây đều có thừa số 17, vậy chia cả tử và mẫu cho 17. Đó. Rồi chúng ta chia cả tử và mẫu cho 4. 12 chia cho 4, 4 cũng chia được cho 4. 6 ta chia cả tử và mẫu cho 2, 20 chia cho 2. Hoặc ta tách ra thành 6 ta tách thành 2 nhân 3. Đó, 12 ta tách thành 4 nhân 3, còn 17 giữ nguyên. Mẫu số 17 giữ nguyên, 4 giữ nguyên. 20 này ta tách thành 10 nhân 2. Vậy ta chia cho thừa số chung 17, chia cho 4, chia cho 2. Vậy ở tử số là còn 3 nhân 3, còn mẫu số là bằng 10, đúng không? 3 nhân 3 là 9 và mẫu số là 10. Ta tách ra thành các thừa số và có thừa số giống nhau thì ta chia cả tử và mẫu cho các thừa số giống nhau. Những thừa số mà có cả ở tử số, cả ở mẫu số thì chia cả tử và mẫu cho thừa số đó. Chúng ta chuyển sang tiết luyện tập tiếp theo. Bài 1, điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.
Trong hai phân số có cùng từ số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn. 3/4 lớn hơn 7/12. Chúng ta quy đồng ra nháp đi. 3/4 nhân cả tử và mẫu cho nhân với mấy? Nhân với 4 hay nhân với 3? Nhân 3 đúng không? 3 x 3 bằng 9, 4 x 3 bằng 12. 9/12 lớn hơn 7/12, cho nên 3/4 lớn hơn 7/12. 9/5 bé hơn 2. Bởi vì 9 chia cho 5 thì kết quả chưa được 2, đúng không? Phải là 10 chia cho 5 mới bằng 2. 2 này ta có thể viết thành phân số 10/5. Vậy 9/5 nhỏ hơn 10/5 thì nhỏ hơn 2. 8/5 lớn hơn 8/7. 7/6 bé hơn 29/24. Nhân cả tử và mẫu với 4, 6 x 4 24. 7 x 4 28. Vậy 28/24 bé hơn 29/24. 6/5 bằng 12/10. Nhân cả tử và mẫu với 2, 6 x 2 12, 5 x 2 bằng 10. 3 lớn hơn 17/8. Bởi vì 24/8, 24/8 là 3, 24 chia cho 8 bằng 3, thì sẽ lớn hơn 17/8. Bài 2, chọn câu trả lời đúng. A, phân số nào dưới đây lớn hơn 1? A, B, C, D. B, phân số nào dưới đây bé hơn phân số 4/7? A, B, C, D. Câu C, phân số nào dưới đây lớn hơn phân số 5/8? A, B, C, D. Chúng mình nhớ lại kiến thức đã học. Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1. Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới. Phân số lớn hơn 1 đó là 31/29, tử số lớn hơn mẫu số. B, phân số 12/28 nhỏ hơn phân số 4/7. Số 5/8 B đó là 25/32. Bài 3, cho các phân số. Viết các phân số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn, rồi viết theo thứ tự từ lớn đến bé. Đầu tiên chúng mình so sánh các phân số đã cho, rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé. Ta quy đồng mẫu số. Rút gọn 20/16 bằng 5/4. Chọn mẫu số chung là 24. Quy đồng mẫu số các phân số. 3/4 ta nhân cả tử và mẫu với 6 bằng 18/24. 7/12 nhân cả tử và mẫu với 2 bằng 14/24. 5/4 nhân cả tử và mẫu với 6 bằng 30/24. Vậy ta so sánh. 14/24 bé hơn 18/24, bé hơn 19/24, bé hơn 30/24.
27/24. Bé hơn 19/24. Bé hơn 20/16. Các phân số viết theo thứ tự từ lớn đến bé. Từ bé đến lớn là 7/12, 3/4, 19/24, 20/16. Các phân số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là, ta biết ngược lại, 20/16, 19/24, 3/4, 7/12. Bài 4. Cho biết số học sinh khối 5 tham gia các môn thể thao ở câu lạc bộ thể thao của một số trường tiểu học như sau. Cầu lông 1/3 số học sinh của khối 5 tham gia. Bóng đá 2/5 số học sinh của khối 5 tham gia. Võ 1/5 số học sinh của khối 5 tham gia. Bóng rổ 4/15 số học sinh của khối 5 tham gia. Trong các môn thể thao trên, môn nào được học sinh khối 5 của trường tiểu học đó tham gia nhiều nhất? Chúng ta so sánh các phân số đã cho ở đề bài để trả lời câu hỏi. Các phân số đã cho chúng ta sẽ quy đồng thành mẫu số chung là 15. 1/3 con quy đồng nhân cả tử và mẫu 15 thì bằng 3/15. 2/6 quy đồng có mẫu số là 15, ta nhân cả tử và mẫu với 3 thì bằng 6/15. 1/5 con quy đồng thành mẫu là 15 thì con phải nhân 3, nhân cả tử và mẫu với 3 bằng 3/15. So sánh 3/15 bé hơn 4/15. Bé hơn 5/15, bé hơn 6/15. Cho nên 1/5 bé hơn 4/15, bé hơn 1/3 và bé hơn 2/5. Vậy trong các môn thể thao ở trên thì môn bóng đá được học sinh khối 5 của trường tiểu học đó tham gia nhiều nhất. Đó là 2/5. Bài 5 đố em số. Trong hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn? Trong hai phân số có cùng phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn? Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số lớn hơn thì bé hơn? Ta có 3/8 bé hơn 4/8. 4/8 bé hơn 4/7. Vậy số cần điền là số 4. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.